Oui. Tu sais qu'est-ce qu'on peut utiliser, on peut faire avec les feuilles? Faire des engrais verts. Ouais. L'engrais vert, la feuille 5. Il y en a, il y a beaucoup de feuilles. Hein? Tu peux couper par une branche, quand que 4 tung chum mot. Cắt hết cái chùm lá xong rồi mẹ con mình đem bỏ vào. Ừ, đem bón gốc cây. Bón gốc cây làm phân. Ừ. Nó mới rít ui na lại phơi sần mà. Rít đồ bùi na lại phơi sần. Chị vào, về. Tút, chị vừa lét xe tông bê áo kheo gà mát. Con cứ để cho nó rơi lát nữa mình nhặt. Cắt hết, cho nó rơi xuống đất rồi lát nữa mình nhặt. Cắt cho nó rơi hết xuống đất thôi con. Xong rồi mình nhặt nó xong.